Ngô Đình Nhu, Cố vấn chính trị của Đệ nhất Việt Nam Cộng hòa. Các bạn thân mến, chúng ta đều biết ông Ngô Đình Nhu là cố vấn chính trị cho anh mình là Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm. Tuy nhiên, hầu hết các tài liệu lịch sử đều nhận định ông mới thực sự là người đề ra mọi chủ trương, chính sách của nền Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam. Vậy, ý kiến này là đúng hay sai? Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nhân vật này nhé! Một, tiểu sử Ngô Đình Nhu. Ngô Đình Nhu sinh ngày 7 tháng 10 năm 1910 tại làng Phước Quả, Tổng Cư Chánh, huyện Hương Thủy, phủ Thừa Thiên, nay thuộc phường Phước Vĩnh, thành phố Huế. Xuất thân từ một gia đình theo đạo Thiên Chúa và có truyền thống nho học, quê quán ở làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Cha ông là Ngô Đình Khả, thượng thư bộ lễ dưới triều vua Thành Thái. 2. Giai đoạn trước năm 1945. Khác với hai người anh của mình là Ngô Đình Khôi và Ngô Đình Diệm, vốn xuất thân nho học và ra làm quan cho nhà Nguyễn, nhưng Ngô Đình Nhu lại lựa chọn sang Pháp học. Trong những năm 1935 đến năm 1938, các thanh niên sinh viên Trần Văn Trương, Trần Đức Thảo, Phạm Duy Khiêm, Nguyễn Mạnh Tường đang theo học bên trường luật và văn khoa tại Viện Đại học Sorbonne Paris, thì sinh viên Ngô Đình Nhu theo học trường quốc gia cổ điển học École Nationale de Sartre. Điều kiện nhập học là ứng sinh phải có văn bằng tú tài toàn phần theo chương trình Pháp. Mỗi khóa học kéo dài trong 4 năm, khi đó thường chỉ nhận 20 tuyển sinh. Trong các sinh viên Việt Nam, chỉ một mình cậu Ngô Đình Nhu trúng tuyển. Sau Nhu có sinh viên Nguyễn Thiệu Lâu, nhưng Lâu chỉ học được 1 năm thì phải bỏ dở vì lý do sức khỏe tâm lý. Ngô Đình Nhu có trí khôn thông minh, sắc bén và thâm trầm, ít nói và thường chìm đắm trong suy tư, có xu hướng tích cực tham gia đời sống tri thức xã hội. Năm 1938, ông tốt nghiệp ngành lưu trữ tài liệu cổ của trường Pháp Điển Quốc gia École Nationale de Sartre ở Paris, Pháp. Năm 1938, trở về Việt Nam với hai bằng lưu trữ, cổ tự và cử nhân khoa học, Ngô Đình Nhu được nhận vào làm việc tại Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương, Hà Nội với chức danh quản thủ viên phó hạng 3. Có thể nói, trong thời gian làm công tác lưu trữ văn thư từ năm 1938 đến năm 1944, Ngô Đình Nhu đã có những đóng góp đối với hoạt động lưu trữ ở Việt Nam. Ngô Đình Nhu tỏ ra là một con người có khả năng và chăm chú vào việc chuyên môn một cách thuần túy, không màng tới chính trị. Với năng lực và sự đam mê nghề nghiệp, cùng sự hậu thuẫn từ gia đình có quan hệ mật thiết với chế độ thực dân Pháp và triều đình nhà Nguyễn, con đường công danh của Ngô Đình Nhu liên tục phát triển mạnh. Năm 1943, Ngô Đình Nhu kết hôn với Trần Lễ Xuân và có với nhau 4 người con, 2 trai, 2 gái. 3. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1954. Sau cách mạng tháng 8, Ngô Đình Nhu được Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cử làm Giám đốc nha lưu trữ công văn và thư viện toàn quốc tại Hà Nội. Từ nền tảng Hán học trong một gia đình khoa bảng, lại được học chính quy về chuyên ngành văn bản giấy tờ tại Pháp. Trong thời gian làm việc tại nha lưu trữ và thư viện Đông Dương, Ngô Đình Nhu được Giám đốc Paul Bottet đánh giá là một lưu trữ viên cổ tự đầy triển vọng, có văn hóa rộng và khả năng nghề nghiệp hoàn hảo. Chính vì vậy nên chỉ sau 6 ngày sau khi Việt Nam làm lễ tuyên bố độc lập, ngày 8 tháng 9 năm 1945, ông được Chính phủ bổ nhiệm làm Giám đốc nha lưu trữ công văn và thư viện theo sắc lệnh số 21 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp ký. Nhưng sau đó, quan hệ giữa Việt Minh và các đảng phái khác xấu đi. Người anh của ông là Ngô Đình Khôi bị Việt Minh xử bắn vì bị nghi ngờ có ý định bắt liên lạc với đại diện của tướng Charles de Gaulle nhằm tái lập chính quyền thuộc địa ở miền Trung Việt Nam. Người anh khác là Ngô Đình Diệm thì bị bắt giam, sau đó được thả và được Việt Minh mời tham gia Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng Ngô Đình Diệm từ chối. Năm 1946, Ngô Đình Nhu cùng với Hoàng Bá Vinh trong nhóm Công giáo mà Nhu đang tập hợp chạy về Phát Diệm, khu an toàn của Công giáo thời đó. Ẩn náu ở Phát Diệm ít ngày, Ngô Đình Nhu chạy vào Thanh Hóa, nhờ linh mục xứ đạo ở đây che giấu, giới thiệu kết bạn với Trần Kim Tuyến. Tại đây, Ngô Đình Nhu tham gia vào các tổ chức chính trị Công giáo, được Pháp hậu thuẫn chống lại chính phủ kháng chiến của Việt Minh. Năm 1950, khi Ngô Đình Diệm sang Mỹ vận động chính trị, Ngô Đình Nhu cùng Bửu Dưỡng, Ngô Văn Thúy, Lý Văn Lập,
kết hợp thuyết nhân vị Personalism của Emmanuel Mogiers với triết lý của Thiên Chúa Giáo, hình thành chủ thuyết duy linh nhân vị hay thuyết nhân vị Á Đông nhằm hậu thuẫn cho anh trai. Trên nền tảng thuyết nhân vị Personalism của nhà trí thức Thiên Chúa Giáo người Pháp Emmanuel Mogiers kết hợp với những bài thuyết giảng giáo lý của các giám mục Công giáo, Ngô Đình Nhu cùng các linh mục hòa trộn thêm một số tư tưởng từ giáo lý Thiên Chúa Giáo, thuyết nhân bản của Khổng Tử, vài nét của chủ nghĩa tự do cùng với chủ nghĩa duy linh để hình thành chủ thuyết vừa triết lý vừa chính trị gọi là chủ nghĩa nhân vị. Với căn bản thì chủ thuyết nhân vị đề cao cá nhân con người, lấy con người làm trung tâm. Tuy nhiên, chủ thuyết của Ngô Đình Nhu không có ảnh hưởng rộng rãi trong giới trí thức Việt Nam đương thời. Đây là một nỗ lực đáng kể nhằm xây dựng nền tảng tư tưởng cho hoạt động chính trị của ông và người anh trai Ngô Đình Diệm. Năm 1953, nhằm tạo lực lượng cho Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu cùng Trần Văn Đỗ, Trần Chánh Thành, Nguyễn Tăng Nguyên, Trần Trung Dung xin phép Bửu Lộc đang làm Thủ tướng Chính phủ Việt Nam lúc đó cho ra đời một lực lượng thợ thuyền lấy tên là Tổng Liên đoàn Lao Công dựa theo mô hình của lực lượng thợ thuyền Thiên Chúa Giáo Pháp. Vào tháng 9 năm 1953, Ngô Đình Nhu tiếp tục tổ chức hội nghị đại đoàn kết đòi hỏi hòa bình cho Việt Nam gồm các đoàn thể chính trị và các giáo phái. Song song đó, Nhu bí mật cho ra đời Đảng Cần Lao Nhân vị Cách mạng. Năm 1954, Ngô Đình Nhu càng đẩy mạnh chủ thuyết nhân vị trong xã hội miền Nam, đồng thời đưa nó thành nền tảng tư tưởng của các tổ chức do ông ta sáng lập nhằm hậu thuẫn chính trị cho anh trai. Chủ thuyết này và các lực lượng chính trị do Ngô Đình Nhu lập ra sau đó trở thành nền tảng tư tưởng và cơ sở chính trị của chính quyền Ngô Đình Diệm. 4. Giai đoạn 1954-1963. Tháng 6 năm 1954, trước khi Hiệp định Geneva được ký kết, Ngô Đình Diệm được Bảo Đại chỉ định về Sài Gòn làm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam do Bảo Đại làm cốt trưởng. Ngày 2 tháng 9 năm 1954, Đảng Cần Lao Nhân vị chính thức thành lập với nòng cốt là các tổ chức, lực lượng chính trị Công giáo, được thành lập từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 như Liên đoàn Công giáo, Thanh niên Công giáo, Xã hội Công giáo. Thành phần của đảng này chủ yếu là chức sắc và tín đồ Công giáo trong số dân di cư và công chức cùng sĩ quan trung cao cấp trong quân đội, với số lượng đảng viên lên tới 70.000 người. Cường lĩnh và tuyên ngôn của Đảng Cần Lao cho thấy rõ vai trò của nó cũng như của Ngô Đình Nhu đối với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Dưới sự giúp đỡ của người Mỹ, Đảng Cần Lao Nhân vị phát triển nhanh chóng, thâm nhập vào hàng ngũ quân đội, công chức, trí thức và cả giới kinh doanh và trở thành chính đảng lớn nhất thời bấy giờ. Năm 1955, sau khi giải quyết xong những rào cản là các phe phái đối lập ở chính trường miền Nam, Ngô Đình Nhu thực hiện phế truất Bảo Đại. Ngô Đình Nhu chỉ đạo thành lập thêm tổ chức phong trào cách mạng quốc gia do Trần Chánh Thành làm chủ tịch. Hai tổ chức này dưới sự chỉ đạo của Ngô Đình Nhu đã điều khiển tất cả các cơ quan đoàn thể từ trung ương đến địa phương trong bộ máy của chính quyền Ngô Đình Diệm, ký đơn theo mẫu viết sẵn nhằm bôi nhọ Bảo Đại và suy tôn Ngô Đình Diệm với nội dung lên án Bảo Đại là tên bán nước, đồng thanh đòi truất phế Bảo Đại, suy tôn và thề trung thành với Ngô Thủ tướng, đồng thời trực tiếp tham gia cuộc bỏ phiếu gian lận truất phế Bảo Đại. Sau cuộc đảo chính Bảo Đại thành công, Ngô Đình Nhu tiếp tục chỉ đạo hai tổ chức này tham gia cuộc bầu cử quốc hội, lập pháp khóa 1. Kết quả sau cuộc bầu cử, hai tổ chức này chiếm hơn 90% số ghế đại biểu trong quốc hội. Vì vậy, ngày 20 tháng 10 năm 1955, bản hiến pháp, văn bản luật cao nhất, chính thức cho ra đời chế độ Việt Nam Cộng Hòa do Ngô Đình Diệm làm Tổng thống, được quốc hội thông qua mau chóng. Bên cạnh một bộ phận hoạt động công khai, Ngô Đình Nhu đưa phần lớn đảng viên Đảng Cần Lao tham gia hoạt động ngầm trong các tổ chức như Thanh niên Cộng Hòa do Ngô Đình Nhu làm thủ lĩnh, Phong trào Phụ nữ Liên đới, Thanh nữ Cộng Hòa do Trần Lệ Xuân lãnh đạo, Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội do Trần Kim Tuyến, Tổng thư ký Đảng Cần Lao đứng đầu, Lực lượng đặc biệt do Lê Quang Tung đứng đầu. Các tổ chức này tùy theo vị trí không chỉ trực tiếp tham gia vào guồng máy chính quyền Việt Nam Cộng Hòa mà còn có nhiệm vụ theo dõi, giám sát hoạt động của các tổ chức chính trị và xã hội khác. Tạo dựng cơ sở pháp lý cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, Ngô Đình Nhu trực tiếp tham gia soạn thảo hiến pháp, văn bản luật cao nhất của chế độ. Do đó, bản hiến pháp này chịu ảnh hưởng của tư tưởng duy linh, nhân vị, cùng với sự khẳng định quyền lực tối cao của Tổng thống. Bản soạn thảo đã đưa vào hiến pháp những quy định tập trung quyền hành vào Tổng thống.
Với chức vị chính thức là dân biểu quốc hội, nhưng Ngô Đình Nhu chưa bao giờ bước chân đến tòa nhà lập pháp để tham dự sinh hoạt nghị trường, cũng như làm trách nhiệm dân cử, mà chỉ ngồi tại Dinh Độc Lập với vai trò cố vấn chính trị bên cạnh Tổng thống. Danh xưng cố vấn chính trị của Ngô Đình Nhu chưa bao giờ là một chức vụ chính thức trong chính quyền như chức cố vấn được công khai hóa và quy chế hóa của Mỹ, Anh. Ngô Đình Nhu được gọi là cố vấn vì vai trò là người thân cận và thường xuyên tham vấn cho Tổng thống Ngô Đình Diệm. Với vai trò là cố vấn chính trị bên cạnh Tổng thống, Ngô Đình Nhu trở thành bộ não của chế độ, nơi khai sinh và điều khiển tất cả mọi sách lược của quốc gia. Với cái bề ngoài khôn khéo, tế nhị và kín đáo, ông tỏ ra phục tùng người anh Tổng thống, nhưng quyền hành thực sự thì lại nằm trong tay cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu. Với cơ sở đó, Ngô Đình Nhu thao túng bộ máy chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Các hồi ký của các tướng lĩnh, nhân vật của chế độ Sài Gòn đã cho thấy, ở miền Nam Việt Nam, không có điều gì mà Nhu không dám làm, rình rập cộng sự, bắt bớ một cách độc đoán những người tình nghi là đối lập, vu khống, xuyên tạc và thẳng tay thủ tiêu đối lập, lũng đoạn kinh tế. Từ năm 1958, Ngô Đình Nhu bắt đầu tổ chức vận chuyển thuốc phiện từ Lào về Sài Gòn để tiêu thụ một phần tại đây. Phần còn lại được vận chuyển sang Marseille, Pháp. Bonaventure Francisci, người thuộc băng đảng Marseille, một tập đoàn tội phạm quốc tế, và Ngô Đình Nhu đã hình thành một cơ chế làm ăn rất chặt chẽ. Francisci vận chuyển thuốc phiện đến Sài Gòn cho các ổ hút của Nhu bằng các máy bay của mình. Các máy bay này nằm dưới cái lốt là hãng hàng không thương mại Lào. Dựa vào quyền lực của mình trong chính phủ Sài Gòn, Ngô Đình Nhu đảm bảo cho các máy bay chở đầy thuốc phiện này không bị ai kiểm tra phiền toái trong cuộc hành trình. Trong năm 1961 đến năm 1962, Ngô Đình Nhu còn huy động đội vận tải số 1 của riêng mình đi vận chuyển thuốc phiện. Đội bay này của Ngô Đình Nhu vốn chuyên dùng cho việc hoạt động tình báo trên không. Ngoài việc tổ chức vận chuyển thuốc phiện về Sài Gòn cho các con nghiện hút, Nhu cũng khuyến khích việc biến Sài Gòn thành một điểm trung chuyển thuốc phiện từ Lào sang Marseille. Thuốc phiện từ Lào qua Sài Gòn sang Marseille sẽ được chế biến thành bạch phiến chất lượng cao để bán cho các chùm ma túy ở Mỹ. Theo cuốn sách Vụ ám sát Ngô Đình Diệm và JF Kennedy của Bradley S. O'Leary và Edward Lee viết, cho nên về căn bản, tập đoàn Marseille, mafia Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đã biến thành những đối tác làm ăn của nhau trong mạng lưới ma túy toàn cầu. Có nghĩa là tiền tỷ, tiền tấn chảy vào túi người nào có dính dáng. Dĩ nhiên là thế. Và nguồn suối mạnh mẽ không ngừng phát sinh ra tiền bạc và sức mạnh này chính là Ngô Đình Nhu. Hai anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu bắt đầu bất đồng từ đầu năm 1963 vì trận thua nặng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại trận ấp Bắc. Khi đó tại Nam Việt Nam đã có 12.000 cố vấn quân sự Mỹ. Giới quân sự Mỹ kinh ngạc và liên tục chê bai khả năng quân sự của các tướng Việt Nam Cộng Hòa và đòi để cho các tướng Mỹ chỉ huy các cuộc hành quân hỗn hợp. Thượng nghị sĩ Mansfield, người vốn ủng hộ chính quyền Ngô Đình Diệm trong nhiều năm trước, đã làm bản phúc trình lên Tổng thống Mỹ với kết luận nghiêm khắc đối với chính phủ Diệm. Ngô Đình Nhu tỏ ra bất mãn về việc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn phải nghe theo những khuyến cáo quân sự của người Mỹ nên quyết định tìm hướng đi mới. Ông có ý định yêu cầu Mỹ rút bớt cố vấn quân sự về nước và tìm cách tiếp xúc với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Người ta đánh giá rằng việc này là quyết định riêng của Ngô Đình Nhu, còn Ngô Đình Diệm không có được sự uyển chuyển về chính trị như vậy. Ngô Đình Nhu nhận thấy sự đe dọa của người Mỹ đối với anh em ông nên muốn tìm lối thoát và tìm cách bí mật thương thuyết với chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở Hà Nội. Linh mục Cao Văn Luận và giáo sư Bửu Hội đã xác nhận là đã từng thấy Ngô Đình Nhu thổ lộ ý định này. Do những ý định mới của Ngô Đình Nhu, Mỹ bắt đầu tìm cách thay thế Ngô Đình Diệm, cắt một nửa viện trợ cho chính quyền Sài Gòn. Tháng 7 năm 1963, đại sứ Mỹ Notting, người bị xem là quá bao che cho chính quyền Ngô Đình Diệm, bị thay thế. Cùng lúc đó nổ ra biến cố Phật giáo năm 1963, làm cho chính phủ Sài Gòn càng lung lay. Người Mỹ đã ủng hộ một số tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đêm 21 tháng 8 năm 1963, Ngô Đình Nhu ra lệnh cho hàng trăm lính dùng súng, lựu đạn và lựu đạn cay tấn công chùa Xá Lợi. Hơn 100 nhà sư đã bị bắt và đem giam ở một nơi khác. Trong cuộc phỏng vấn ngày hôm sau, ký giả Halberstam mô tả vợ ông Nhu là bà Trần Lệ Xuân đang ở trong trạng thái hớn hở, nói liến thoáng như một nữ sinh sau buổi nhảy đầm. Bà tuyên bố rằng chính quyền đã nghiền nát nhóm Phật tử Cộng sản và cho biết đây là ngày vui nhất trong đời tôi kể từ ngày chúng tôi đánh tan quân Bình Xuyên năm 1955. Về sự tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức,
bà Xuân còn châm dầu vào lửa khi phát biểu. Cứ để cho họ, các nhà sư bốc cháy và chúng tôi sẽ vỗ tay. Và tôi sẽ vỗ tay khi thấy một buổi trình diễn thịt nướng nhà sư khác. Những phát biểu thiếu cân nhắc và quá khích của bà ta như rót thêm dầu vào tình hình căng thẳng lúc đó. Cha vợ của ông Nhu là Trần Văn Trương, đại sứ của chính phủ Ngô Đình Diệm tại Washington lúc bấy giờ, đã từ chức để phản đối thái độ đàn áp Phật giáo của anh em Diệm Nhu. Trong một cuộc phỏng vấn trên phương diện truyền thông, Ngô Đình Nhu đã phản ứng bằng cách thề sẽ giết bố vợ, tuyên bố vợ mình cũng sẽ tham gia. Ngô Đình Nhu nói, tôi sẽ cắt đầu lão ta, tôi sẽ treo lão ta ở giữa quảng trường và để lão ấy treo lùng lẳng ở đó. Vợ tôi, bà Trần Lệ Xuân sẽ thắt nút treo cổ vì cô ấy tự hào là người Việt Nam và cô ấy là một người yêu nước. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, các tướng lĩnh đã thực hiện cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Nhu và người Anh phải chạy trốn vào nhà thờ Cha Tam. Ngày 2 tháng 11 năm 1963, hai anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị đại úy Nguyễn Văn Nhung giết bằng lưỡi lê và súng lục trong chiếc xe bọc thép M113 theo lệnh của tướng Dương Văn Minh khi chiếc xe đang trên đường tới Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Theo chứng nhận của bác sĩ Huỳnh Văn Hưỡn, là người đã tiến hành khám nghiệm tử thi, thì anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu bị bắn từ sau gáy ra phía trước. Thi thể Ngô Đình Diệm có nhiều vết bầm, chứng tỏ đã bị hành hung trước khi bị bắn. Còn thi thể Ngô Đình Nhu thì bị đâm nhiều nhát, áo rách nát và đầy máu. Do tính chất độc tài và gia đình chị, cộng với những biện pháp tàn bạo đối với những người bất đồng chính kiến, đã dẫn đến việc ông Ngô Đình Nhu bị xem là có trách nhiệm cho sự sụp đổ của nền đệ nhất Cộng Hòa. Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu được chôn ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, vị trí ở đường Điện Biên Phủ, cắt với đường Hai Bà Trưng, ngày nay là công viên Lê Văn Tám. Áo quan của Ngô Đình Diệm hình hộp, áo quan của Ngô Đình Nhu có nắp tròn. Một nhân chứng thời kỳ này giải thích, vì người thân của hai ông đi mua vội quan tài, nên chỉ mua được một chiếc hạng tốt dành cho ông Ngô Đình Diệm, còn chiếc hạng vừa dành cho ông Ngô Đình Nhu. Trong khoảng thập niên 1980, do nhu cầu phát triển đô thị trong nội đô Sài Gòn, nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi được di rời về nghĩa trang Lái Thiêu, nghĩa trang nhân dân số 6B ngày nay. Hiện tại, mộ của Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu chính thức đặt tại nghĩa trang Lái Thiêu. Mộ hai người nằm hai bên mộ mẹ, bà Phạm Thị Thân. Ngoài ra, mộ Ngô Đình Cẩn cũng được rời về gần đó. 5. Những lời nhận xét về Ngô Đình Nhu. Tướng Cao Văn Viên đã có nhận định về Ngô Đình Nhu cũng như so sánh Ngô Đình Nhu với Ngô Đình Diệm như sau. Ông Ngô Đình Diệm chỉ là một symbol, một biểu tượng mà thôi. Ông không thể làm gì nếu không có cố vấn Nhu bên cạnh. Tất cả các bài diễn văn của Tổng thống Diệm đều do ông Nhu soạn thảo. Khổ nỗi, Hoa Kỳ muốn tách ông Nhu khỏi ông Diệm. Ông Nhu là một trở ngại lớn hơn Tổng thống Diệm. Vì ông Nhu có nhiều mưu lược, ông Nhu chống Mỹ hơn chống Pháp. Tổng thống Diệm thì trái lại. Đỗ Mậu, một người từng ở bên cạnh nhà Ngô Đình trong hồi ký đã viết, Ngô Đình Nhu chỉ có cái thực là tổ chức mạng lưới do thám để cán bộ của ông ta trong quân đội và trong cơ quan chính quyền rình mò, theo dõi, báo cáo những kẻ có ý chống đối chế độ và thăng thưởng cho những kẻ trung thành với mình. Hệ thống đó chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chế độ với một mục đích quá hẹp hòi. Vì thế, chế độ Ngô Đình Diệm đã mất đi sự ủng hộ của nhân dân. Còn bạn, bạn có nhận xét gì về nhân vật này? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận nhé! Các bạn vừa theo dõi Ngô Đình Nhu, cố vấn chính trị của đệ nhất Cộng hòa Việt Nam. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.